Xin chào, hôm nay nội thất Nhữ Anh xin giới thiệu tới gia đình mình một chiếc tủ đựng quần áo 4 cánh, cao 2,5m, ngang 1m62 và sâu là 52, được làm từ nhựa PVC, chống ẩm mốc, chống mối mọt, không thấm nước, đặc biệt dễ dàng chùi rửa mà không lo bị bong tróc. Và đây là thiết kế của chiếc tủ. Thì với thiết kế như thế này, được trang bị thanh treo inox, được gia cường chắc chắn cho nên sức chịu lực của nó rất là tốt. Bản lề thì được gia cường kết cấu khung cho nên là nó sẽ cố định cánh cửa khi mình đóng mở. Mặt sau của chiếc tủ được làm từ tấm alu, một hộp kim nhôm và nhựa, chống ẩm mốc, chống mối mọt và không thấm nước. Thì tay nắp ở đây thì được làm từ hộp kim nhôm, hạn chế reset và trầy xước cho mình rất là nhiều. Thì ngăn kéo thì bên em sử dụng ray full ngăn kéo cho nên là mình tận dụng được tối đa chiều sâu của tủ nè, và sức chứa của nó rất là lớn. Và thiết kế đặc biệt của chiếc tủ này đó chính là một cái chiếc tủ top ở bên trên và cái ngăn và cái kệ trang trí cách điệu như thế này. Thì cái chiếc tủ top ở bên trên đó thì cho dụng mình ít dùng tới nè, hoặc là những chiếc cái vali hoặc là những cái chăn gối mùng mền thì mình có thể dùng ở bên trên này. Ở bên này sẽ là những cái kệ trang trí cách điệu như thế này thì mình có thể để trang trí lọ hoa nè, hoặc là những cái cuốn sách thì mình có thể để vào bên trong này. Thì cái ở đây thì mình có thể trang trí lọ hoa, hay là nếu như mình không thích thì mình có thể gắn kiến ở bên trong này. Ở bên trong này sẽ là những cái ô cách điệu thì mình có thể để gia đình mình hay đọc sách thì mình có thể để vào bên trong này. Gia đình mình quan tâm hãy liên hệ cho bên em theo số hotline 0933 809 566 để được hỗ trợ tư vấn, hoặc mình có thể xem hàng tại địa chỉ 17 đường số 3, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức. Xin cảm ơn.